Là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, đặc biệt khi đang tiến tới quá trình lên quận, huyện Hoài Đức luôn coi trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó hướng tới phát triển các mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm, đặc biệt là nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản thế mạnh của địa phương. Phát triển chi hội nghề nghiệp tạo thành các nhóm kinh tế nông nghiệp tập trung. Những năm gần đây, huyện Hoài Đức tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao bền vững. Mô hình trồng nho công nghệ cao kết hợp với du lịch trải nghiệm của anh Nguyễn Hữu Hùng, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội, được đầu tư từ năm 2021, từ diện tích ban đầu 5.000 m2 trồng nho hạ đen. Đến nay, tổng diện tích đã mở rộng ra 4 hectare, trồng thêm giống nho mẫu đơn Hàn Quốc cho giá trị kinh tế cao và nhiều loại cây ăn quả khác. Nhờ chăm sóc tốt đúng kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng gối các giống với nhau, nên vườn nho phát triển khỏe mạnh cho thu hoạch gần như quanh năm để có thể đón khách tham quan trải nghiệm. Mô hình kết hợp của anh Hùng là một trong những mô hình điểm mà huyện Hoài Đức đang tập trung phát triển và nhân rộng cho phù hợp với quy hoạch sản xuất nông nghiệp của huyện. Làm về cái nho này thì tuy nhiên đầu tư ban đầu thì nó hơi lớn, thế nhưng cái làm như thế thì đưa cho bà con được thực tế là cái lý nhận được những cái thực phẩm và cái của mình nó được ngon, sạch ở tại khu vực địa phương, ở phố của mình. Ở đây thế cũng có những thêm lợi nhuận cho riêng cá nhân và cho gia đình. Thế với lại cũng phục vụ cho bà con trẻ em đến tham quan và chơi, cũng trồng mấy giống nho. Thì làm thì cái kết quả của cái nho này thì mỗi một giống ấy thì nó chỉ cho vào độ khoảng 2 tháng thôi. Trong vòng 2 tháng là thu, từ lúc quả chín và đến lúc thu ấy thì sẽ hết. Thì làm mấy giống thì mình sẽ làm nó cách ra, thì để kéo cái thời gian nó dài đi, dài hơn, nó được khoảng 4-5 tháng. Thế và kết hợp là vườn đu đủ, vườn ổi, vườn bưởi, vườn hoa, đấy, nhiều các vấn đề khác nữa để kết hợp cùng. Thế làm sao mà cũng có những cái để khuôn viên để cho các cháu chơi, tham quan, để có những cái niềm vui và của các cháu nữa. So với các loại cây trồng khác, việc trồng cây nho kết hợp với trải nghiệm cho hiệu quả kinh tế cao hơn gấp nhiều lần. Chính vì vậy, đối với các mô hình như thế này, được chính quyền và hội nông dân các cấp đặc biệt quan tâm giúp đỡ. Đến nay, Ủy ban Nhân dân xã An Thượng đã hỗ trợ một số thủ tục liên quan đến việc thuê đất, Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ cây giống kỹ thuật, Hội nông dân hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách, Quỹ hỗ trợ nông dân để mô hình có thể phát triển hơn nữa và thành điển hình nhân rộng. Đối với việc thuê thầu đất thì chúng tôi cũng vận động nhân dân là cho thuê với thời gian là lâu năm, ít nhất là phải 5 năm trở lên. Đất đây cũng là giao theo nghị định đầu tư của các hộ dân, thì chúng tôi khuyến khích là các hộ dân tạo điều kiện tốt nhất và có cái cam kết cho thuê lâu dài với cái thời gian để đảm bảo tốt cho cái việc mà nhà đầu tư cũng như là thu hút được cái cho nhà đầu tư cái phát triển kinh tế nó mạnh hơn và nó sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với các sản xuất nông nghiệp bình thường như là trồng lúa và trồng rau màu. Về phát triển nông nghiệp sinh thái theo định hướng lên quận thì được sự chỉ đạo của lãnh đạo huyện và hội nông dân thành phố thì chúng tôi cũng có cái hướng dẫn để một số mô hình có thể áp dụng được theo cái phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm, thì chúng tôi cũng đã có cái nhiều cái hình thức hỗ trợ như là hỗ trợ về vốn, hỗ trợ về tập huấn để các hộ có thể áp dụng những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, cũng như là tổ chức đưa các hộ đi thăm một số những cái mô hình tiêu biểu trong cái sản xuất nông nghiệp theo hướng đô thị sinh thái rồi du lịch trải nghiệm. Việc phát triển các mô hình phù hợp với đặc điểm của địa phương đang được huyện Hoài Đức đặc biệt quan tâm. Qua đó, các mô hình mới, mô hình làng nghề truyền thống được tạo điều kiện phát triển để có thể thích ứng với tốc độ đô thị hóa hiện nay. Anh Bùi Văn Biên, chủ cơ sở Biên Oanh, làng nghề Vân Lũng, là một trong những hộ sản xuất hiệu quả và cho thu nhập cao tại làng nghề. Nhờ áp dụng máy móc kết hợp với nghề thủ công, đến nay sản phẩm của anh Biên đã được công nhận OCOP 3 sao và có thị trường tiêu thụ rộng lớn khắp cả nước. Mỗi tháng, hộ sản xuất của anh có thể xuất ra thị trường 1,3 vạn mét vuông mảnh, không chỉ nâng cao giá trị kinh tế cho gia đình mà còn tạo nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương. Từ cái chuyển đổi cái nghề thủ công sang cái nghề mình chuyển sang máy móc này,
thì nó mang lại rất nhiều hiệu quả cho bà con. Thì có thể nó giải quyết cho khoảng độ hơn chục công nhân. Đối tượng khách hàng của bên tôi là các nhà dân làm quán cà phê, quán các nhà hàng, nhà tròi. Rồi thì mảnh trang trí nội thất trong nhà. Làng nghề hiện nay vẫn đang phát triển mạnh sau chuyển đổi. Toàn làng nghề hiện có hơn 10 hộ áp dụng máy móc trong sản xuất, tạo nên bước chuyển mình đáng kể. Chính quyền đã có nhiều hỗ trợ để giúp nhân rộng các mô hình, đồng hành cùng hộ sản xuất trong việc xin cấp chứng nhận OCOP. Bên cạnh đó, hội nông dân xã cũng tạo điều kiện để các hộ sản xuất làng nghề tiếp cận với các nguồn vốn, quảng bá hình ảnh sản phẩm làng nghề và đặc biệt tập hợp các hộ sản xuất để có thể thành lập chi hội nghề nghiệp. Để chuyển đổi cơ giới hóa cũng như là để thực hiện nâng cao hiệu quả sản xuất thì đối với đảng, chính quyền địa phương cũng như là các mặt trận tổ quốc, các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền đối với các hộ gia đình trong cái lĩnh vực sản xuất áp dụng các tiến bộ của công nghệ, của khoa học vào trong sản xuất và đặc biệt là tạo điều kiện về bà con tiếp xúc với các được tiếp cận với các cái nguồn vốn ưu đãi của chính phủ cũng như là của thành phố để mở rộng mô sản xuất và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Và từ đó thì đạt được các hiệu quả nhất định, đặc biệt đối với cái mức sản xuất như này và với cái so với cái sản xuất nông nghiệp, lao động nông nghiệp thì nó hơn rất nhiều. Về phần hỗ trợ thì Hội Nông dân xã An Khánh là trực tiếp hỗ trợ về phối hợp với đoàn thanh niên để trực tiếp hỗ trợ các đối với các hộ nông dân sản xuất kinh doanh về những hộ sản xuất kinh doanh mà có những thành viên trong hộ, những thành viên trẻ thì sẽ tiếp cận về mặt công nghệ cũng như là về phần chạy quảng cáo trên không gian mạng để cái lượt tiếp cận của khách hàng đến với sản phẩm của làng nghề được nhiều hơn và từ đó thì sản phẩm được bán ra được nhiều hơn. Đối với chi hội nghề nghiệp thì trong thời gian tháng 9 tới đây thì Hội Nông dân xã sẽ tiến hành ra mắt chi hội nghề nghiệp. Đối với chi hội nghề nghiệp nằm mảnh Tre Trúc thì hiện tại chúng tôi bước đầu thành lập thì có 22 hội viên. Thì khi được thành lập thì chúng tôi sẽ tích cực trao đổi. Chúng tôi sẽ thường xuyên trao đổi các cái thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phát triển sản xuất nhiều hơn, áp dụng công nghệ thông tin và cũng như là áp dụng về máy móc nhiều hơn để từ đó ra được nhiều sản phẩm chất lượng hơn. Trong phát triển nông nghiệp theo định hướng đô thị của Hoài Đức, ngoài việc coi trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu, thì việc tập hợp các hộ sản xuất tạo thành chi tổ hội nghề nghiệp sẽ giúp tạo thương hiệu cho sản phẩm nông sản, tránh tình trạng sản xuất manh mún. Hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Ngân có 7 sào trồng cây hoa đào. Theo ông Ngân, từ khi chuyển qua trồng giống cây này, hiệu quả mang lại cao hơn nhiều so với lúa hay các cây trồng truyền thống khác. Đặc biệt khi tham gia vào chi hội nghề nghiệp trồng hoa đào xã An Khánh đã góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Tham gia vào cái lợi ích trồng cây hoa đào này thì nói chung là nó có phần nào là thu nhập hơn là cây lúa. Nói chung là nó cũng nhàn bớt đi là cái chuyện là chỉ có chăm sóc xong xong để đấy xong đến cuối năm mình tuốt lá rồi là đấy xong chỉ có đợi người đến để mua hoặc không mua được thì mình lại tự mình đi bán lấy về cái dịp Tết. Chi hội nghề nghiệp trồng hoa đào xã An Khánh thành lập được 2 năm nay. Từ việc có 25 thành viên ban đầu, hiện đã phát triển lên 40 thành viên. Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cây hoa đào xã An Khánh chính là chi hội kiểu mẫu, là địa chỉ tin cậy cho các hội viên nông dân trong xã, thúc đẩy hoạt động sản xuất, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân, cung cấp ra thị trường các loại hoa cây cảnh nói chung, cây hoa đào nói riêng, đẹp, nghệ thuật, an toàn, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Qua đó giúp các thành viên phát huy được tính chủ động, tham gia hoạch định kế hoạch sản xuất, chia sẻ, học tập kinh nghiệm, liên kết thị trường để cùng có lợi. Từ đó tham gia tích cực vào phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Và cuộc vận động vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu thụ và bán ra thị trường các sản phẩm nông nghiệp an toàn, góp phần tuyên truyền quảng bá nhãn hiệu hoa cây cảnh An Khánh, hoa đào An Khánh. Trước kia thì là thành hộ nhỏ lẻ, trồng đào hộ nhỏ lẻ, nhưng tới khi mà thành lập được chi hội thì chúng tôi cũng tập trung để truyền đạt những cái kinh nghiệm, học hỏi những cái kinh nghiệm từ người nọ sang người kia, trao đổi cụ thể, dẫn đến cái giá trị của cây đào nó được
tốt đẹp hơn. Các thành viên hợp tác xã thì chúng tôi là đưa vào là chi hội trồng đào. Trước kia là họ cấy lúa, thì giờ họ cũng rất là tâm huyết với cả cây đào, để đưa cái giá trị của người dân lên là giá trị cao hơn cấy lúa rất nhiều. Với 2 hectare trồng ổi, ông Nguyễn Văn Bách, xã Yên Sở hiện đang mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình. Tham gia vào chi hội nghề nghiệp cây ăn quả xã Yên Sở, ông Bách cùng các thành viên trong chi hội luôn chia sẻ kinh nghiệm với nhau để có thể đạt năng suất cao nhất. Bên cạnh đó, các thành viên còn được chi hội cho tham gia các lớp tập huấn, tìm hiểu về thị trường và có các buổi sinh hoạt thường niên. Trước thì mình làm cam đường. Mình cũng có cây ổi, nhưng mà làm cái cam nó hơn, giờ làm chuyển sang cái ổi nó dễ chịu hơn, mà nó phát triển cái đấy tốt hơn. Được lợi ích là anh em bảo bọc nhau, ban có những cái vấn đề gì, coi như là khúc mắc mình có thể hỏi han nhau rồi giúp đỡ nhau. Hội nông dân của xã thì giúp đỡ về nhiều mặt, coi như là kể cả về như là cái phân bón các thứ, rồi coi như là có cái chương trình gì đấy là hợp tác xã có cái giúp đỡ. Chi hội trồng cây ăn quả xã Yên Sở hiện có 32 hội viên, trong đó 20 hội viên trồng ổi và 12 hội viên trồng bưởi. Đây đều là các loại quả mang lại giá trị kinh tế cao và đặc thù của huyện Hoài Đức. Chi hội không chỉ tập hợp các hội viên, mà qua việc tham gia chi hội, giá trị sản xuất cũng được nâng cao, việc sản xuất an toàn, đảm bảo chất lượng được tập trung triển khai, mang lại những sản phẩm chất lượng đồng đều. Có thể thấy rằng, việc tập trung phát triển các loại cây chủ lực, phát huy và khai thác lợi thế tiềm năng của địa phương không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên trong chi hội mà còn giúp hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp của huyện. Chuyển đổi từ những cây lúa coi như thế là không phải là kém hiệu quả mà coi như thế là anh thu nhập là coi thấp. Cho nên chúng tôi đã chuyển đổi sang vấn đề làm vườn. Thì giữa cái vấn đề thu nhập cây ổi, cây bưởi thì so với lúa thì nó tăng lên coi như là 4-5 lần. Chúng tôi thì được tập huấn, sau đó thì chúng tôi sẽ chia theo từng cái nhóm. Khi mà tập huấn về xong thì sẽ coi như là họp lại và đồng thời phổ biến kiến thức qua về vấn đề kỹ thuật, cách làm để làm sao trong tất cả hội viên vừa bưởi và ổi nắm thật chắc và coi như rõ về vấn đề này. Cùng làm và đồng thời khi mà có cái gì mà coi như chưa ổn, chưa rõ thì là các cái coi nhóm của các cái coi như hội là đến để ta sẽ cùng vấn đề cùng làm. Là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, song huyện Hoài Đức vẫn luôn quan trọng việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp. Trong đó, huyện đặc biệt chú trọng xây dựng các sản phẩm thương hiệu nông nghiệp chất lượng cao. Riêng đối với phát triển nông nghiệp đô thị trong thời gian tới, huyện Hoài Đức định hướng phát triển nông nghiệp sẽ là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị sinh thái, sản xuất hàng hóa có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, thân thiện với môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và tạo cảnh quan môi trường bằng nhiều giải pháp cụ thể. Với việc đang trong quá trình lên quận, nên Hoài Đức sẽ tập trung rà soát các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh, các sản phẩm mang tính đặc hữu của địa phương, qua đó quy hoạch thành các vùng sản xuất, bảo tồn nông sản. Thì chúng tôi cũng sẽ theo cái quy hoạch của thành phố cũng như là lãnh đạo huyện chỉ đạo thì chúng tôi sẽ định hướng cho nông dân là sẽ tập trung để phát triển những cái sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục để hỗ trợ các cái địa phương, các cái người dân, các cái hộ sản xuất để tiếp tục duy trì những cái vùng theo quy hoạch đề xuất với thành phố để giữ những cái vùng mà còn giữ được là nông nghiệp đô thị rồi dịch vụ du lịch sinh thái kết hợp với các loại hình sản xuất nông nghiệp mang lại cái giá trị thuận lợi và chuyển dịch để người dân làm sản xuất nông nghiệp nhưng mà sẽ hưởng không gian phát triển của đô thị. Huyện Hoài Đức phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp vùng bãi đạt 450 triệu đồng một hecta trở lên đến năm 2025. Với những thành tựu và kinh nghiệm đã đạt được sẽ là những điều kiện thuận lợi để huyện Hoài Đức đạt được mục tiêu đã đề ra, trở thành quận trong thời gian sớm nhất và hướng tới tiêu chí là một quận giàu đẹp, văn minh và hiện đại.